phong hoa tuyết nguyệt nữa dâng cầu thiên bảo chúc lời huy phong chuông chén ô lòng hội quỳnh tiền chuông chén trà ô lòng tay nâng tay nâng bình ngọc để các bạn tiền sắc ông chén trà hiến thượng kim bàn trà ô long hiến thượng kim bàn mẫu đơn long tình khi thanh nhàn giữa công mừng vui chén trà thơm hết cốc trà thơm nhị tuần á giữa công hoàng sơi ba chén khuyên mời hồng trà ba chén các cô dâng mời thanh lương mỹ vị nghi thanh lương mỹ vị ngọt bùi đủ kỳ tân a tân ngọt bùi kỳ tân
giờ, ông giờ bao giờ. Vì đường ông đi chậm lính ý, tình hòa thơ gặp tiên, hồ sang hồ liều phà. Tiên ông bay gặp tiên tình cờ, có tiên ông bay gặp tiên tình cờ. Đời người chỉ ngắn ni ni, gắng mà tập gắng tu tâm mà còn tính đức nghi. Ông cho được vẻ vang, vẻ vang ở trong gia đình. Sáng mô liêu phà mô vang, được vẻ vang trong gia đình. Gặp ma tiên, gặp tiên. Thế ông là người có tâm, lại là có đức ý. Thật là duyên tình nhờ cơ, ô sang ô liêu phà. Duyên chứ được là duyên tình cơ, ô duyên chứ được là duyên tình cờ. Khi thanh nhàn giờ sách xa xem mà có chữ đề đức năng mà tương tuy buổi chiều hôm nay để ông bày có say sưa một tí với đời. Ông bày tàu qua nam tàu bắc đầu số nghệ trần gian là ô ông chém biên đệ tử con nay thành tâm tu đức thảo hiền tu tâm tình đức. Ông bảy chép biên hai chữ đức thọ chưa. Phàm những ai ngang cương bao ngược giáp tâm hai người không trước thời sau lỗi nhầm có xa chi đâu. Sở nguyện ông cho được như ý, sở cầu ông cho được tòng tâm. Mực ngông lấy chữ tội chữ đức để mà cân. Này chân gian nơi đừng có vội khoe rằng ta đây đã trọn vẹn muôn phần chữ tâm chữ đức mà rơi mất. Ông bảy cầm cân sao cho khuyên ai đừng có mà khinh những kẻ bần hàn cây đức họ tươi tốt. Ông cho về
vang sau này. Nghe ông ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh nghi cao rồi lại mười phần thanh nghi cao. Chữ cương thường treo cao trên giá ngọc, chữ tam tòng từ đức khuyên ghi, để tài thanh tâm vòng bái tơ quỳ. Bảo hà có ông hoàng bảy, ông về độ trì ông chứng minh. Thổ mãn hội đồng lệnh sai, thổ mãn hội đồng phụng anh đón rước hoàng lên tiền đình về đất đảo hà. Tâu đôi vừa qua thân xa hồi khung Nghệ An, đức người trấn thủ trong đất Nghệ An. Trong đất chỉ trời khương thiêng, trong đất chỉ trời đầy đầy đông dẹp bác nghĩ việc ngoài ý bình nhung ý. Xuân một đấng anh hùng, tài danh nổi tiếng trong vùng tỉnh Nghệ An. Mẫu vua cha theo hầu, thánh mẫu vua cha nâng niu như ngọc như hoa trên cánh. Khi sớm đăng nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô, có chữ Nam Vô chân kinh, có chữ Nam Vô A Di Đà Phật, hoàng đi chấm đồng Phật tổ ban phép thần thông. Yeah.
Phật Đề Thơ. Quạt Đề Thơ. Hạ bút hoa chân quan hoàng 10 ngày đi thất bộ. Đề bài thơ Lý Đỗ xoay kim cổ bậc anh hào. Bút pháp linh linh tiểu đã nhập thần. Hoa khai quả kết ni vạn vật xuân. Tây Thiên Đức Hoàng 10 đề bút cho an trăm họ. Thiên hạ âu ca hướng thai bình. Kiều hoa sắp đặt sẵn đi xa. Dứt hoàng lên kiều ông lên đoàn đi du xuân. Trông lên đình giáp non thần thấy bóng ông hoàng thập. Ông đương du xuân ở trên thiên hà. Thung sung cung tựa thạch bàn. Xa nghe tiếng hát cái tiếng kim đàn đà thông reo. Nhìn lên ngọn đồi chân đèo suối trong ngã nước chảy cái trúc ngã xeo ở quanh quanh ngã xưa. Đi xa thoáng thoảng mùi nhang không bằng một khóm chứ xa lấy dầu. Rồi nhích lại cho đến gần ngắm hoa lòng bỗng tần bước xa. Mắt nhìn thăm thầm phương xa kia đôi chim em nó đã tung bay. Cảnh trời tươi nhìn xem cảnh ấy chứ lòng đầy hoàng bên yêu. Hoa thơm đua nở trăm chiều. Hải đường cái hải đường chúng chim chứ đón đông người là vạn nhân. Hoàng là tài tử văn nhân bước ngang vô trong đồng tay nâng bước mạnh mạnh. Đồng mặt đó đã xa mời mời Đức Hoàng thập chính ngài ngồi ngài đề thơ. Tây Thiên chuộc trên diều quỳnh chén dân tiên trường chén chầu Đức Hoàng 10 thành minh. Từ Tây Thiên giọt chén diều đào
dâng tuần sơ dâng lên bị ngọc các cô nâng mới là mời rước ông ngồi sơi a sơi rước hoàng sơi quỳnh quỳnh tiên xót chén rượu nhịp tuần là kinh vua tạo bộ thừa huệ mới sơ là mời dân quan hoàng mười sơi các cô dân mời dân quan hoàng mười sơi tinh tình tây thiên giọt chén rượu đào tuần trung dâng lên bị ngọc các cô nâng vào là vào dưỡng ông mười sơi các cô nâng vào là vào dưỡng ông mười đẹp như tranh mặt tạo hóa xưa kia đã lầm thay muốn thua ở núi sông con bên phương đất nam đàn xứ nghệ mãi con xanh trời mô săn bằng trời can lộc được mô săn được mô săn bằng rồng được sông lam nơi mô gió biển chẳng ngang bằng đời thân nổi dính quan ông hoàng tòa
Điện hoàng khỏi tòa mây bay, quê nữ hay hay đêm ngày được chảy. Từ ba chỉ bày hết thầy thu đông, bắc nam xin lộc đêm ông người đi mà ngờ như nước dòng, nước dòng làm rừng. Cúi xin qua
hoan ban phúc cho thánh đồng, cho tiếng ca cung đàn người trần thế chúng con bình an, cho nước non bốn phương thanh bình từ đời đời chúng con hiền. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng, ngự đồng ánh bóng dương gian mới hay trong việc đào đồng. Từ về đồng có ai bằng ông, khi ông sáng lên dương đồng đẹp sang người sáng như hào quang. Người ta nay Nam Bắc Đông Tây để bàn buôn trong nghề gặp may. Còn à, con cứ miệt mài mê say sống cũng đàn à, tiếng ca xin nông mười chừng chết là thương tiên dân sẽ áng áng mây vàng gửi con xích biểu thanh ra. Cô cả sông chơi lúc thanh nhàn con sáng lên chơi ra. Thiên thai là cảnh bông lai tôi cô đôi thường đại tài hái hoa thanh ra. Hiền xanh là bóng cô bơ, cô lên tâu xuống đồng ba tòa dưới thoải cung thanh ra. Tứ tổng Tây Hồ sông Văn, tứ tổng Tây Hồ thánh gia, cô năm đến suối Lân Văn Thịnh mời ra. Đệ tử con sông bài văn tâu hôm nay cũng thịnh mời cô sau áo sớm trang ngôi điện thờ cô lập mở ở chín tư ra. Cô bảy đêm kiếm sao văn thỉnh mời, cô bảy kiếm sao thành ra. Cô tám đôi tre gặp dân văn, cô tám trên đôi tre thành ra. Trong sông nguyên xưa sáng ngự trên đến sông nguyệt cai chiến riêng hầu trong tam tòa. Mẫu vương sinh thời hầu cận mẫu vương, dọn hàng qua mát ni ông dương y muốn xong. Nam cung cô chín mới cầm đàn luyện khúc mấy nam cung gọi hồn non nước mi dục lòng y thế nhân ý. Mây vần cũng thương gió chuyển mây vần, hồ cầm võng nguyệt hoa xuân
Tinh 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 tin
cho trăng sáng. Cô chim xua tan đám mây tình ta là tình ta. Bể an cô mới quan cho sóng lặng bể an cho chân sáng tỏ lại xua tan đám mây mờ tình tăng là tình tăng tình tăng tình tăng. Bay bổng tuyệt vời cô múa cánh tiên thang tình 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 tăng. Phấp phới phấp phới phấp phới tung bay có dải lụa hồng. Phấp phới tung bay non như hàng nga ẩn hiện ở trên mây. Chín thập tình ta là tình tăng tình. Tăng tăng tình tình ta. Múa lượn khúc sông có đôi tay tiên. Múa lượn khúc rồng càng múa trông càng dẻo chứ càng trông. Cô mến lại càng xuyên tình tăng là tình tăng tình. Tăng tình tình tăng. Cho chi đằng trong ai mà biết na phép cô chín xong cầu sao. Cầu sao được vậy ấm ấm nó đi. Thế giờ ngồi cùng cô mời đồng bỏ vào xa mời. Thế giờ xứ sở sương mù trên xa pa xứ sở sương mù ban na si băng cao ngất vi vu gió cao. Lòng thương dỗ tiếng hát về mảnh đất hoang vu. Cô chơi na bi na đục na sâm hi. Vòng nghe gió rít đêm dần xa ba. Trước khi xuân về đồi núi nở hoa hương ngâu ngắn đổ thông già gió reo mang mùi vườn xuôi qua đèo. Thank you.
tiếng mèo ca. Ai ơi có biết cô bé nào cô đi chảy hội ở trên sơn ni chàng sắp bước lượn hoa cho họ nguyện ghi cô đây lòng thành nhờ cùng văn có sông văn đàn hay hát ngọt xin cô hái lộc để dành cho vân. Uy thành cô lục ở chỉ ai qua cho rõ ràng. Cuộc
độ cho cây đức thọ nguyện con vâng vàng hoa tươi quả ngọt hai chữ sâu xa một đời. Mà hết ba miền lên chầu thượng đế xem các nàng tiên hai đào hôm nay về Ngưu Đồng đẹp tựa xiết bao làm cho tiên nữ bỏ cả hai đào ra xem. Xem cô bé về Ngưu Đồng lên cao bằng có người Tây người Thổ xuống Bắc Hà, xuống Bắc Hà người Thổ người Giao xuân sang đón cánh hoa đào ai đi Lê Mẫu Sơn Trang Thượng Ngàn ai đi Lê Mẫu Thượng Ngàn xa ba tiếng sáo bầu trong vắt lưng trời tiếng trống già khéo tuyệt là đời riêng tiếng đàn tuyệt đâu có lời nào chê về đồng làm đến sớm nhà dâng lên tam bảo mười phương độ trì khắp sườn non yên quanh đặng hoa trên tiên cùng ngã trăng vàng tỏa sáng sáng tiến theo về sáng tiến theo về ngày vui đón chào rước tiên cô về trong đêm đẹp làm sao
tiếng tỏa xa. Lung linh trong đền, lung linh trong đền đẹp làm sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kìa mùa xuân để cánh hoa đỏ nở tươi à. Xuôi dòng sạch ngay trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo ca hát nấc. Xuôi dòng sạch ngay trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo ta về. Thì nó ơi, 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 thì nó ơi. Từ xứ sở sương mù nhà cô nhờ. Thế mà cô dáng đền, dáng phủ, dáng đủ lôi nhang. Thế mà cô chính tâm, chính lễ cho cái ghế của cô nhờ. Thế mà cô cũng chính tâm, chính lễ cho nhờ. Ngày hôm nay các gia các chủ đóng bè tập phúc nhiều người thì mở cung tài, khai cung lộc, trả núi khố, tạo quan thế mà giải trừ tai ách nhờ. Thế mà cô về, cô chứng tâm chứng lễ cho văn đàn, tiếng hát tứ trụ đôi bên, đồng anh lính chị, đồng chị lính em nhờ. Cô chứng tâm chứng lễ cho muôn gia bản hạ của cô nhờ. Lộc nhà ai cô cho tràn về nhà đấy ha. Cô cho làm cho ăn, cô cho buôn cho bán. Thế mà biết đến cửa cô thì cô cho tài cho lộc của nhà cô, mà chả biết đến cửa cô thì cô cho vào cô lại hết đi hết. Cái sóc cay buồn, cái rừng và cay núi, thức giấc mà trông đỉnh đồi bừng sáng. Sáng sáng cả đời thông. Có tiền cô bé để đồng cô về chơi, có tiền cô bé ngự đồng về chơi. Cô đi dự hội trên sơn trang mới về, cô nghiêng nghiêng mái tóc đọc về. Nghiêng nghiêng ve mái tóc đọc về, sắc lên biển ngược tối cô về miền xuôi. Rừng ngả xanh bước lượn hoa cười. Xin bạn Hồng Trầm vỗ tay thật lớn nào.